Xin chào các bạn nhé. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong một cái video review của kênh trên Hải Phòng. Như các bạn đã biết đấy, thì chúng ta đang bước vào những cái tháng cuối năm của năm 2022 và trải qua không ít những cái khó khăn thách thức, thì Hải Phòng của chúng ta vẫn giữ vững được cái sự ổn định và phát triển với thành quả luôn nằm trong top 10 về tốc độ tăng trưởng GDP trên cả nước. Và một cái điều vui mừng hơn cả là có rất là nhiều dự án công trình lớn tiếp tục được triển khai một cách rất là khẩn trương. Tất cả đều được đầu tư bằng chính nguồn nội lực của thành phố Hải Phòng. Có thể kể tên đến một số những dự án đang dần trở thành hiện thực như là Cầu Rừng, Cầu Nguyễn Trãi, Đường Vành đai 2. Và không kể đến cái dự án vô cùng quan trọng, đó là trung tâm hành chính, chính trị Bắc Sông Cấm, là một trong thành phố tương lai của Thủy Nguyên và trung tâm hội nghị biểu diễn của thành phố. Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng các bạn ngắm nhìn dự án trung tâm hành chính này từ trên cao bằng thiết bị ghi hình flycam, để chúng ta có thể thấy hết được cái tầm, cái view một cách vĩ mô rất là tuyệt vời của dự án này, cũng như là sẽ tìm hiểu về những cái thông tin mới nhất của dự án này, xem nó như thế nào nha các bạn nhé. Theo như quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 thì trung tâm hành chính chính trị mới Bắc Sông Cấm của thành phố Hải Phòng sẽ nằm trên các địa bàn xã Tân Dương, Dương Quang, Hoa Động của huyện Thủy Nguyên. Có thể quan sát và nhận thấy rằng dự án nằm ở cái vị trí trọng điểm của Hải Phòng, với phần phía đông thì giáp với khu đô thị Vsip, có chiều rộng lên đến có diện tích lên đến 1.100 ha ấy. Còn phía tây là đường tỉnh lộ 359. Cuối cùng là phía nam thì giáp với con sông Cấm, rất là thơ mộng và hiền hòa. Từ khu vực nội thành để di chuyển đến vị trí dự án này thì cũng rất là gần. Các bạn có thể đi theo hai hướng, một là đi qua cầu Hoàng Văn Thụ và hai là các bạn di chuyển qua cây cầu Bính. Lãnh đạo thành phố đã nhận định rằng huyện Thủy Nguyên của chúng ta là một cái đơn vị hành chính nông thôn. Cái mô hình quản lý chính quyền nông thôn giờ đây đã không còn phù hợp và không đáp ứng được theo cái yêu cầu trong cái tình hình mới. Do đó việc thành lập chính quyền đô thị tại đây sẽ tạo điều kiện phát huy tốt hơn những cái tiềm năng, những lợi thế của địa phương. Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên thì nói chung là hoàn toàn phù hợp với các cái đơn vị hiện hành. Nó xứng đáng với cái vị thế chính trị, kinh tế rồi văn hóa xã hội, và phù hợp với cái xu thế phát triển, và có cái ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo đà cho Thủy Nguyên phát triển. Đấy, cái việc mà thành lập cái thành phố tại huyện Thủy Nguyên là một cái yêu cầu khách quan và cấp thiết. Trước đây thì dự án trung tâm hành chính này đã có cái dự kiến khởi công vào quý 1, quý 2 của năm 2022 rồi. Nhưng mà trên thực tế thì đến nay dự án vẫn chưa có tiến triển gì đáng chú ý cả. Chỉ có những cái chiếc cần cẩu đang được công nhân cho vận hành nhằm thực hiện cái công đoạn xử lý mặt bằng mà thôi. Một trong những cái lý do của việc chậm tiến độ khởi công đó là vướng phải các vấn đề về giải phóng mặt bằng. Cho nên đến tháng 8 vừa rồi thì huyện Thủy Nguyên mới chính thức hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm tại xã Tân Dương. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, thì đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện những cái biện pháp khắc phục hậu quả và cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân mà không chấp hành ấy. Có một cái thông tin mới nhất mà tôi tìm hiểu được, đó là dự án khởi công vào quý 1 năm 2023 và sẽ hoàn thành trước năm 2025, để quý 4 năm 2025 đưa vào vận hành và dịch chuyển các cơ quan đầu não về nhận công tác tại trung tâm mới của thành phố Thủy Nguyên. Dự án này thì cũng đã chi ngân sách tới 2.513 tỷ đồng cho khởi công xây dựng công trình trung tâm hành chính chính trị của thành phố, rồi các hệ thống giao thông, và cũng chi 2.336 tỷ đồng cho khởi công hạng mục trung tâm hội nghị biểu diễn thành phố và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu vực Bắc Sông Cấm. Khu tổ hợp các cái công trình sẽ bao gồm là công trình nhà làm việc của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân, có tính biểu trưng cao và là một trong những công trình quan trọng nhất của khu trung tâm hành chính chính trị, nên được bố trí công trình là nhà làm việc phía trước quảng trường. Hai bên khu vực quảng trường và trục không gian đi bộ được bố trí công trình nhà làm việc của các cái sở ban ngành và các cái cơ quan tư pháp, lập pháp. Khu đa chức năng bố trí một phần quanh cái khu quảng trường để đáp ứng các cái chức năng thương mại của một đô thị hành chính, bớt cảm giác đô thị không hoạt động vào ban đêm và các ngày nghỉ. Chức năng của thương mại thì bố trí dễ dàng tiếp cận từ các tuyến đường chính, cùng với sự kết nối đến với đại đô thị Vsip. Nó sẽ gần không gian ven sông và không gian dành cho người đi bộ. Nó tạo ra một sự thuận tiện cho các cái dịch vụ thương mại. Khu cảnh quan mặt nước thì được bố trí công viên và bến thuyền dọc theo ven sông Cấm. Nó tạo ra không gian mở và khai thác hết những cảnh quan mặt nước. Các cái công trình văn hóa thì được bố trí gần trung tâm thương mại để tạo cái không gian sống động. Cái trung tâm hội nghị biểu diễn thành phố sẽ có tổng diện tích là 12,39 ha và quy mô là 1.500 chỗ ngồi. Dự kiến cũng sẽ hoàn thành vào năm 2025 với tổng vốn đầu tư lên đến 1.785 tỷ đồng. Đây sẽ là một cái công trình tổ chức sự kiện hiện đại hoành tráng, cũng vinh dự sẽ là nơi để chọn tổ chức các cái sự kiện lễ hội lớn của lễ hội Hoa Phượng Đỏ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Hải Phòng các bạn ạ. Trước đó thì công trình thế kỷ trung tâm chính trị hành chính thành phố sẽ phấn đấu hoàn thiện vào cuối năm 2024, tức là chỉ còn 2 năm nữa rồi các bạn ạ, vì bây giờ cuối năm 2022 rồi. Sự kiện lớn này thì đánh dấu cái bước chuyển mình của đô thị mới. Nói chung là sẽ long trọng đón chào Thủy Nguyên lên thành phố và kỷ niệm 76 năm giải phóng Thủy Nguyên. Đồng thời đây cũng là một cái lời khẳng định trọng đại rằng Hải Phòng đang bắt đầu tiến vào một cái kỷ nguyên mới, phát triển rực rỡ, thịnh vượng và xứng tầm với một trong những thành phố lớn của Việt Nam. Quay lại một chút thì về cái kiến trúc của cái khu vực này thì với cái đội ngũ kiến trúc sư hàng đầu thế giới, hai cái công trình kiến trúc nói trên ấy sẽ được thiết kế rất là trau chuốt, tỉ mỉ và khá là gần gũi với kiến trúc Pháp. Tầm nhìn thì toàn cảnh và thu trọn bến du thuyền và quần thể công viên ven sông trong cái tầm mắt của chúng ta. Chúng ta có thể mường tượng ra cái quang cảnh hoành tráng của dự án trung tâm hành chính này vào năm 2025. Sau khi mà dự án đã hoàn thành việc di rời trung tâm hành chính rồi thì lúc đó thì các cán bộ công nhân viên sẽ bắt đầu đi làm tại cái khu vực mới này, có thể nói là kinh đô mới các bạn ạ. Đây cũng sẽ là thời điểm vàng để đánh dấu sự kiện thành phố Thủy Nguyên chính thức trở thành một trung tâm mới của Hải Phòng. Các cái sự kiện lớn của thành phố Hải Phòng sẽ được tổ chức tại Thủy Nguyên. Khi đó thì với cái trung tâm hội nghị biểu diễn thành phố với tổng diện tích lên đến 12,39 ha, quy mô lên đến 1.500 chỗ ngồi thì công trình sẽ khá là hoành tráng các bạn ạ. Thành phố Thủy Nguyên sẽ là điểm đến của các cái dự án lớn như thành phố du lịch giải trí Vin Wonder Vũ Yên, rồi trung tâm hành chính chính trị mới, Vành đai 2, Aeon Mall thứ 2 tại Hải Phòng, Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, tức là trường đại học RMIT cùng các cái chủ đầu tư uy tín sẽ đổ về đây các bạn ạ. Và Hải Phòng sẽ là một trong những cái trung tâm mới, bắt đầu một kỷ nguyên mới, sẽ đem lại cái sự đột phá về mặt không gian, kinh tế và khoác lên mình một chiếc áo mới của đô thị xanh hiện đại văn minh. Nó sẽ trở thành đại đô thị khá là năng động, thịnh vượng bậc nhất trong cái khu vực phía Bắc này. Thành phố Thủy Nguyên sẽ là cái trung tâm mới hiện đại hoành tráng với các cái công trình thế kỷ và định hướng trở thành trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng và đô thị, thành trung tâm du lịch giải trí, xây dựng thành phố xanh, quy hoạch hiện đại, bài bản và sẽ tạo ra một cái cộng đồng tinh hoa của Hải Phòng các bạn ạ. Song hành cùng với chính sách của thành phố thì một cái nguồn lực khá là lớn từ Vingroup, rồi sự sát cánh ủng hộ từ tập đoàn Vsip, rồi các cái thương hiệu lớn đa lĩnh vực khác trong giáo dục, y tế, kinh doanh. Và sau khi các nguồn lực được tập hợp và kích hoạt lại thì tôi chắc chắn rằng thành phố Thủy Nguyên sẽ là một đầu tàu bứt phá của Hải Phòng, nhanh chóng phát triển toàn diện và trở thành trung tâm hành chính chính trị, trung tâm du lịch mới của miền Bắc vào năm 2025. Còn bây giờ thì bên mình xin kết thúc video giới thiệu về trung tâm hành chính chính trị Bắc Sông Cấm tại đây. Trong thời gian tới thì kênh trên Hải Phòng cũng sẽ có những video tiếp theo để cập nhật những cái tiến độ mới nhất về dự án này. Ngoài ra nếu các bạn muốn kênh của chúng tôi quay thêm những cái dự án, những cái công trình, những địa điểm nào thì hãy comment ngay bên dưới video để bên mình sắp xếp ghi hình nhá. Hãy nhớ like và ấn subscribe để ủng hộ bên mình. Xin chào tạm biệt các bạn.